Này anh yêu em muốn uống tà tua. Ok em yêu hà miệng ra. Anh yêu em nhiều hơn. Anh yêu em to nửa này này. Nhớ ấn like, đăng ký và bấm vào cái chuông để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Hey hey, hôm nay Khải còn tất cả anh em. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Hùng Akira. Và chào mọi người đã đến với video nữa về Mini World Vlog Art. Yeah, hôm nay mình sẽ chơi trà trộn cộng đồng. Và hôm nay là tập thứ 3 của trà trộn cộng đồng new. Thực ra thì mình đặt cái trà trộn cộng đồng new này để mình tách biệt với cái trà trộn cộng đồng ngày xưa. Bởi vì là ngày xưa mình có làm trà trộn cộng đồng rất là nhiều. Nhưng mà sau một thời gian mà mình thấy rằng là mình cảm giác như kiểu là mình không biết phải làm gì nữa, thì mình đã gọi là dừng nó lại một khoảng thời gian khá là dài, khoảng 2 tháng gì đó. Và bây giờ mình lại làm tiếp. Thì nếu như các bạn muốn mình làm nhiều trà trộn cộng đồng thì các bạn hãy cho mình biết ở phần bình luận với comment phím 1 các bạn nhé. Nếu như các bạn comment phím 1 nhiều thì chứng tỏ là các bạn thích cái series này thôi. Bởi vì cơ bản là mình làm YouTuber á, thì mình làm theo cái kiểu gọi là sở thích của người xem. Nên là thực ra thì nếu như mà bạn nào mà muốn mình làm cái mini world về cái gì, hoặc là thậm chí các bạn muốn mình làm Minecraft hay là gì gì đó, các bạn thể comment xuống cái ý kiến các bạn. Và mình đọc được ý kiến nào là nhiều nhất thì tất nhiên là mình sẽ làm rồi. Kể cả bây giờ các bạn có bảo mình là anh ơi cởi chuồng búa cột đi, mà nếu như mình thấy rằng là trên 1000 comment là cái chữ đấy thì mình sẽ búa cột cho các bạn xem. Bỏ qua vấn đề biến thái đi, chúng ta cùng đến với lại là chương trình trà trộn cộng đồng các bạn nha. Thì trước khi vào video tất nhiên rồi, các bạn đừng quên để lại cho tôi một like, một đăng ký và nhớ bấm vào cái chuông để đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình, cũng như là thông báo mới nhất kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào một cái map parkour nào đó nó hay hay một tí nha. Parkour tổng hợp methodical. Ui thôi, chưa gì đã thấy tôi đã thấy tên nước ngoài rồi. Không biết là tên, không biết là bạn này có phải người nước ngoài không. Trời, quả tên đúng kiểu kiểu nước ngoài luôn, nghe cái tôi đã không muốn vào rồi. Bởi vì trà trộn cộng đồng là chúng ta vào để các bạn ấy có thể gọi là tương tác với mình, kiểu như là trà trộn thì hôm nay mình trà trộn đúng vào cái tầm giờ mà mình đã nói đây, 5 giờ đến 5 rưỡi thì mình trà trộn vào 5 giờ 45. Thực ra chả phải mình lừa đâu các bạn, mà là cái lúc mà mình muốn đi trà trộn thì mình lại ăn cơm các bạn. Đến lúc ăn cơm xong rồi thì nó lại quá giờ mất rồi. Nên là thôi kệ, bây giờ xin phép các bạn là mình sẽ trà trộn một cái phòng ở đấy. Parkour đảo thỏ, được đấy. Mình sẽ trà trộn một phòng ở đấy, mặc dù là mình trà trộn sai giờ, mình hẹn với các bạn đấy rồi, nhưng mà thôi kệ đi. Ngon thật sự. Bé dâu tây Mimi P14080. Nghe có vẻ tên có vẻ hay nhỉ, hợp lý nhỉ. Ô mình đang dùng Cindy này. Chết cha, nhầm. Từ có thêm cả GOFF vào kìa. Wow. Từ. Không biết các bạn này có nhận ra được mình không, nhưng trước tiên là mình cứ nhảy đã. Lối dễ nè, ôi vãi nổi, đường này tính ra đường khó lắm đó mày ba. Đường dễ phải đường bên kia chứ. Ok, wow, nhảy trong liên thông mày, mấy bạn này khá mượt. Bạn bé dâu tây này mở phòng khá mượt, nhảy không bị lag. Xì xò, dễ. Ô mấy bạn này không nhảy luôn hả? Alo. Ơ thôi, à đâu, nó lag vãi nổi ra ấy các bạn. Không lưu được game nữa rồi, không chat được luôn, vãi nổi. Cái này nó gọi là gì ta, tưởng không lag mà lag không tưởng. Chúng ta sẽ vào map trại huấn luyện tặng cho Siro. Và map này được mở bởi một bạn dùng máy tính là bạn Hoàng Đẹp Giai. Anh Hoàng Đẹp Giai, nghe tên tôi đã Đẹp Giai rồi. Hoàng Đẹp Giai dùng máy tính à? Alo. Mạng máy tính chắc chắn rất là mượt. Bạn thể nghe mình nói không? Can you hear me? Alo. Lô luôn. Why? Chủ map. Bạn chơi máy tính hả? Bạn đã chơi máy tính rồi. Phòng lớn PC, bạn này dùng máy tính chắc chắn là bạn này chắc rất là nhanh. Vãi nồi. Poppy kìa. Poppy kìa. Đó. Đấy, mong thì... lần này không bị nhập quật nữa. Đợi tí để anh ấy để anh hỏi thằng Hoàng Đẹp Giai cơ nào. Có mic không Hoàng? Ui mà mic của em có tầm nó còn bị vọng lại lời của anh vậy. Không có mic kìa. Thế nên nếu có mic kìa. Từ. Thế thì không có mic hơi khó nhở. Mình đang đi kiếm mấy thanh niên có mic cơ. Mà đi nãy giờ toàn gặp mấy thanh niên. Một là không chat, hai là bị lag, ba là không có mic. Ô vậy nó mic của em nó vọng ghê đấy. Ta cùng đi tìm phòng khác cơ nào các bạn ơi. Trời ơi, má tìm mấy phòng mà toàn mấy thanh niên không có mic các kiểu này thì ra tiếp khó quá. Ôi sao map gì toàn người nước ngoài vậy. Có cả trọng tài luôn à. Kinh khủng nhở. Một đám ngồi nhảy xong rồi là nhảy toàn chết xong rồi có cả trọng tài luôn. Ui, bạn chủ phòng ngồi làm trọng tài luôn rồi. Bạn ngồi nhìn mình đi. Giật mình chưa. Ơi, ui trời vãi đâu rồi.
ai thắng kết bạn với ID này để nhận xu. Ui thật à? Ui, vãi đầu vãi đầu, ai thắng được kết bạn với ID này để nhận xu. Ui ôi, được đấy, được đấy, để mình giới thiệu cho, để mình gọi là để mình thể hiện cho. Haki haki, haki đấy. Ai thắng liên hệ với ID 57990 kia để nhận xu. Vãi nồi. Ok, loa tôi là bình luận viên, ok. Rồi, bình luận viên đéo thì không có mic thế kia. Được rồi, để mình nhảy win cái giải này. Vãi nồi. Ok. Vãi nồi, vãi cả anh hùng. Má thằng bình luận viên kia nó biết mình luôn kìa. Vãi nồi. Còn cái Ngọc Anh kia nó kết bạn mình rồi không nói. Hay quá. Win mắt này nhận xu đúng không? Được vãi nồi, để tôi nhận xu. Má, thiệt, vãi nồi. Thanh niên tạo giải mà thanh niên chơi câu loa tôi là bình luận viên đéo chơi chat vãi nồi ạ. Nhất trí luôn. Ngầu thật sự, là đầu tiên tôi thấy bình luận viên ngồi chat luôn đấy. Má, bình luận viên kiểu gì ngồi chat đây. Đây, mình phải nhảy để chứng tỏ là mình xứng đáng nhận xu. Nhưng mà khoan, mình nhận xu là méo gì? Ừ đấy, mic thằng Bobby vọng lắm, này là anh tắt bố mic rồi. Với cả má thề luôn, nó cứ theo dõi anh, mình đừng theo dõi anh nữa đi đâu mà. Ai thắng nhận 100 xu nha, ok luôn baby. Được nhá baby ơi. Được rồi này mày. Ai thắng nhận 100 xu, vãi nổi. Được thật sự. Các bạn nếu có đứa nào nó biết mình ớ. À đâu, chủ mát nó vừa biết mình xong kìa. Ngầu thật sự. Vào nhảy múa tí cho một tí cho mấy bạn ấy học làm quen với parkour coi. Mấy bạn ấy vẫn đang đứng ở chỗ step đầu, tôi nhảy gần đến đích rồi. À, vãi nồi, anh hùng làm clip à? Really? Mày biết cả anh làm clip luôn à em? Má thề. Má nó biết mà, lúc mình mới vào nó chơi câu gì loa tôi bình luận viên các kiểu đấy, nó không để ý luôn, bây giờ nó mới để ý. Loa anh ơi à? Đâu? Loa. Mấy em Poppy nó vọng lắm, anh bật lên nó toàn vọng thôi. Đó, bật rồi nó vọng thế này. À đâu, nó tắt rồi tao ấy. Alo, đây anh bật mic này. Gì đây? Ơi, cái gì đấy, cái gì? Alo. 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 Alo, không nghe thấy gì hết em ơi. Em có đang bật loa không 666 ơi? Alo, 666 ơi, không nghe thấy gì hết em ơi. Anh chị đâu đâu? Alo, cái bạn kia bạn ấy bảo mình bật loa lên nhưng mà bạn ấy không nói gì, các bạn ạ, buồn quá. Trời ơi má, kiểu bạn này bạn ấy bảo bật loa lên nhưng mà hình như là ý bạn ấy là bật mic chứ bạn ấy có nói gì đâu. Anh Hùng ơi. Ơ, cái bạn này buồn cười thật. Từ nãy giờ mình đi á, mình tìm từng map bây giờ, tìm từng map mà chả thấy map nào có bạn nào nói được cả, chán thật. Anh Hùng. Mic này mic của ai vậy? Ai vừa nói đấy? Em. Này là cho hỏi cho em là thằng nào? Bây giờ chơi giới thiệu em thì tao chịu. Đây. Nhắn tên lên. Nhắn lên là em là thằng đang nói này hoặc là đây cái thôi là biết tên nữa nào. À Hiếu à? À U I A. Hello Hiếu. Tí nữa em gửi lời qua kết bạn với anh nha. Vãi nồi. Nhưng mà hiện tại bạn anh đang đầy rồi nè. Bạn anh 120 đứa rồi. Chúc mừng anh được. Cái đồ gì đó này? Cái đồ gì đó vậy? Khiếp, nó vọng tiếng kìa. em bao nhiêu tuổi rồi? Em hiền quá. Hả ơi? Khiếp, mic mấy bạn này cứ vọng tiếng nhở? Cái gì, mẹ có ăn cơm à? Mẹ có ăn cơm mà em ơi? Em chào anh Hùng. Ừ em chào. À anh chào em. Em... Ôi bố mẹ ơi, cần được nói chuyện với người này kìa. Này, đừng nói bố mẹ em ơi, phụ huynh thử chết đấy. Khoe ai, đừng khoe bố mẹ. Để đi khoe bố mẹ, con gặp được thằng chuyên gia chơi game là chết rồi.
phụ huynh tát không chơi bát nào. Bây giờ mấy bạn phải giới thiệu với cái giọng đi, mấy bạn phải giới thiệu em tên là gì đi, tên trong game thôi cũng được, hoặc là tên thật thì càng tốt. Ui dồi ôi, cái bạn kia bạn ấy nói cái tiếng tiếng nước ngoài, tiếng hay là tiếng Mông Cổ ấy thế. Trời ơi. Đấy, cái bạn đang giọng lớn lớn đấy, bạn tên là gì ấy? Em tên là gì ấy? Ủa? Em ấy. Em ngại lắm. Em ngại lắm luôn. Em bao nhiêu tuổi rồi? Nghe giọng lớn lắm. Em. Nghe giọng cái bạn kia lớn lắm. Ý là giọng người lớn ấy. Em bao nhiêu tuổi rồi? Vãi nổi rớt rồi. Em còn trẻ trâu là. Thì nghe giọng thì biết là vẫn chưa 18 rồi, nhưng mà em phải tầm 13, 14, anh nghĩ thế. Không, em 2K7. 2K7 thì là 12. Anh đoán hợp lý thế làm gì nữa. Thôi bằng em luôn đấy. À thế à, thế em thì chắc chắn là con trai đúng không? Giọng này con trai rồi đúng không? Ê, em cho anh cái tên đi, anh gọi tên cho dễ đâu mắt chơi kiểu gọi ấy ơi thế này à? Ấy ơi à? Em tên là Ngọc Anh. À thế à? Ngọc Anh. Ở bên anh có con trai tên Ngọc Anh mà đấy. Thế anh năm nay à, anh bao nhiêu tuổi biết rồi nhỉ? Thế anh có người yêu chưa? Em còn đang ép sọc L ra đây. Mà con trai 12 tuổi chưa người yêu thì có gì lạ đâu nhỉ? Thế này, cho anh hỏi nhá, thế em có hứng với con trai không? Anh nói cái gì? Ôi chết cha, như tao nhảy ngược. Đúng rồi, tao nhảy ngược mẹ rồi. Em có em có hứng với con trai không? Bởi vì là anh nghe giọng em, anh cảm thấy nứng quá. Ngọc Anh có đã từng gọi là kỳ thị người đồng tính hay gì chưa? Em bị BD. À. Em muốn làm con trai. Ất mẹ, thế khoan, thế mày là con gái con trai? Nói chung là ừ. Em là con gái nhưng mà em muốn làm con trai. Em thì em hay là con trai đi vào chỗ để tán gái. Ôi này, thì tức là tên Ngọc Anh là con gái hả? Đúng rồi. Ôi vậy hiện tại em là con gái. Em là con gái. Cái dòng này mà là con gái. Vâng. Sao anh nghe như kiểu đực vậy? Em bị gai lọ giống anh đấy. Thế này anh nói thật nhá, anh là một người rất là manly, anh nói thật. Anh chỉ trêu trên video vậy thôi, thật sự luôn là anh rất thích con gái. Nói thẳng cho nó vuông. Em có hứng với con trai lớn hơn em tận 7 tuổi không? Không. Tuổi anh rất là đẹp, em hiểu không? 2019 thì tuổi anh là 19 luôn. Và anh khẳng định là anh không đẹp trai nhưng mà anh lại rất là ưa nhìn. Em có muốn có người yêu sớm không? Con bạn bên cạnh á. Con bạn em tên là gì? Bạn em nó tên là DOG. À, bạn em là chó à? Thế bạn chó bao nhiêu tuổi rồi? Bạn chó. À Thư à? À bạn Thư. Tại sao bạn Thư là 2K8 trong khi bạn Ngọc Anh là 2K7? Thì bọn em chơi với nhau từ hồi nhỏ. À nên coi đến là bạn đấy chứ thực chất là chị em đúng không? Thực chất là tuổi chị em nhưng mà coi nhau là bạn đúng không? Vâng. À thế vừa nãy có phải là Ngọc Anh là người bảo anh kết bạn hay là gì không nhỉ? Không ạ. Không phải à? Em được kết bạn với anh rồi còn gì ạ? À nhỉ, Ngọc Anh nhỉ? À em là Ngọc Anh mà nhỉ? Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với em luôn á nhỉ? Vâng. Đúng rồi, kể từ đợt kết bạn thì hình như là anh chưa nói chuyện với em bao giờ. Anh bảo rồi, kết bạn trong mini world thì em là một người có IQ cao. À. Ra là thế. Cái bạn Hiếu vừa nãy đi mất tiêu rồi. Em chơi lít Ngọc Anh ở trên PC xong rồi mở loa ở trên BE. Ừ. Ra là thế.
IQ rất là vô cực. Anh nói trêu thế thôi, anh không nhận quà đâu em ơi. Anh không nhận quà đâu chứ, 666 ơi, em để quà cho đứa khác chứ. Tạm biệt em, hẹn gặp lại em cho các mình đã tiếp theo một chút về tốt lành. Khiếp thật, mấy đứa này nó bật haki nên nó bám mình dài quá các bạn ạ. Cái cậu anh thì mình chưa nói chuyện với nó bao giờ, còn có đâu là thanh niên Bobby thì có nói rồi. Và đây là hai đứa này, thực ra là mình có biết, cái Ngọc Anh thì mình chưa biết đâu, nhưng mà hôm nay biết rồi. Còn thanh niên Bobby thì mình biết rồi nên không phải nói nữa. Thanh niên đấy thực ra là đã từng có ở trong Trả Thù Cậu Đồ tập 3, mà rất là đen cho thanh niên, là thanh niên không có gọi là thanh niên gọi là sao ta, không có kiểu nhân phẩm tốt ấy. Hôm đấy mình lại bị sập game và thấy là thanh niên lại bị bay theo cái làn gió, tức là cái video mà có thanh niên đấy là bay theo luôn. Vậy tại trong các map parkour thì có vẻ như là hơi ít người thì phải. Nhưng mà thực ra nếu mà không chơi parkour thì mình xin phép mình nói thật là mình cũng chả biết chơi cái gì cả. Với cả là wow, đối chiến cơ à. Không, nói thật với các bạn luôn là mình không thích đi đối chiến tí nào. Bởi vì đối chiến dễ quá. Mình vào chơi đối chiến và mình bắn chết hết. Mà bắn chết hết thì không được. Cho nên là mình sẽ không bắn chết hết. 2, 4. Để tránh được sự truy đuổi tàn khốc và rất là căng thẳng của các thanh niên kết bạn với mình, mình đã vào một nick tên Trung Quốc. Và chắc chắn sẽ nếu ai biết được mình ở mức nick này, trừ khi mà mình bật nick lên. Mình tên mình đây, Trung Quốc. Mình cũng không biết tại sao lại ra cái tên này nữa, nhưng mà có một bạn tên là Apprehensive, nhìn tên rất là quen. Tên bạn là sao quen dữ ta. Hello. Đấy, tên mình kìa các bạn. Mình cũng đã biết cái tên này có nghĩa là gì. Mình cũng chưa tra Google dịch, nhưng mà chỉ biết nó là tên Trung Quốc thôi. Và hiện tại mình đang dùng skin đó là Kaka. Ui dồi ôi. Hello luôn. Ai á, thân thiện thế. Hello luôn. Từ từ, nick này có skin gì không ta? À, nick này có Tề Tiên Đại Thánh. Nick này có Pha Lê Mạnh. Nick này éo có skin gì cả. Nhưng mà nick này có Vũ Cơ. Mày chết với tao. Tao xài Vũ Cơ. Xài Vũ Cơ. Rồi. Hello. Bạn có mic không? Bạn có mic không? Phải hỏi trước. Hỏi trước đã. Trời, toàn giao tiếp bằng chữ thôi các bạn. Dạo này mình làm video trả lời cũng đồng toàn giao tiếp bằng chữ rồi. Không hiểu sao các bạn được chơi kiểu chơi toàn xài chữ à. Trái xài mic. Chán thiệt. Ít ra phải gặp một vài bạn xài mic thì chúng ta còn được nói chuyện. Không luôn. Ờ. À, bạn có biết YouTuber nào parkour mini war pro không? Chỉ mình với. Tầm này thì liêm sỉ gì nữa. Tự PL cho bản thân thôi còn gì nữa. Nếu như bạn ấy chưa biết Hugakira thì mình sẽ PL. PL cả Shiro luôn một thể. Tầm này thì không liêm sỉ nữa các bạn. Tầm này thì PL được bao nhiêu thì PL thôi. Đi gọi là quảng cáo trá hình luôn. Từ từ. Đây là đường lên xem mặt Shiro cũng thêm phơi máy quay thật dẹp bố đi. Rồi bạn ấy không thèm chat lại luôn. Chắc mải đang ngồi luyện khí công rồi. Không thèm chat luôn. Alo. Đâu ra không chat được kìa. Rồi xong. Bạn ấy ở lại chỗ đấy xong rồi bạn ấy éo chat luôn. Kể từ đó bạn ấy đi xa quá. Bị bơ thế này thì đúng là nhục luôn. Thề bị bơ thế này đúng nhục luôn. Hỏi xong cái không ai trả lời. Mà tôi cũng quê luôn. Thôi quê quá. Chỗ khác kìa. Ra đi chỗ nào đấy. Khác đi. À, chứ sẽ vào map đám cưới các bạn. Đúng rồi. Tôi nghe đồn là mấy cái bắp đám cưới là nó rất hay đông người và rất là vui. Cái lựu đạn gì, what the fuck just happening boy. Trốn tra tấn tù nhân. Cái lựu đạn gì đây. Biến thái. Đau quá anh ơi, nhẹ thôi. Tao ước gì tao vào phòng này để tao biết chuyện gì xảy ra. Ôi, chơi vào phòng này đi cho em biết chuyện gì xảy ra. Chết. Vãi cả nồi. Hình ảnh cực kỳ cuốn hút. Rất cuốn hút luôn. 5870358 5870358. Từ. À, chơi vào đi. Chơi vào đi mà. Đây rồi, vào được rồi. Vào được rồi. Vẫn là cái map ngày xưa thời mình vào. Để mình sẽ chạp trộn vào đây. Hungakira hôm nay sẽ làm phóng viên. Sẽ không ai biết bạn bao nhiêu tuổi vậy. Mình 12. Mình sẽ coi như mình không có mặt ở đây. Thì xem thử tụi nó làm gì với nhau. Toàn thị viên hữu. Nó sẽ không biết mình là ai đâu. Vì mình đang dùng nick khác. Mình không hề dùng nick của Hungakira. Hèn quá. Đúng lúc tao không dùng nick khác của Hungakira. Một thanh niên liên quân đang đứng bên ngoài ngắm nhìn hai đứa con gái bên trong. Một thằng cho sói đứng nhìn hai đứa con gái làm gì vậy.
Mày bị biến thái à? Khôi ca sao à? Kết bạn nha. Ố, mỗi kết bạn thôi à? Tao tưởng mắt này là mắt bẩn, nó phải làm gì để hay ho hơn chứ. Sao mỗi kết bạn thế vậy? Từ. Chết cha rồi. Thì này không ổn này. Tôi phải bật vịt cây lên. Ôi chết cha, không có bật vịt cây. Ê, đừng có đánh. Hello, chào các cậu. Hello, chào các cậu. Đợi các cậu ấy chào mình đã. Mình là con trai 14 tuổi, mình cần tuyển NI. Ai làm NI mình? Ai làm NI mình không? Mình dạy parkour. Mình sẽ hướng dẫn tụi nó giao ăn bám tường. Hôi dạ, mình nha. Ái chà, ái chà chà, bé tóc vàng này à? Bé tóc vàng này à? Ái chà. Ây, cậu xinh thế. Vãi nồi đập luôn. Vậy mình làm nợ y nhau nha. Mình làm nợ y nhau nha. Đó. Rồi, xem bạn trả lời như nào nào. Ok, sao bạn xài skin nam vậy? À, mình xài chơi thôi. Mình con trai. Hi hi luôn. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hỏi cậu bao nhiêu tuổi coi. 12 à? Đẹp thế. Mình 14, cậu 12. Hợp nhau đấy. Con trai hơn con gái 2 tuổi là đẹp cực kỳ. Úi giời ơi. Thế thì mình vào động phòng thôi. Còn chờ gì nữa? Chờ gì nữa? Đi động phòng, 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 động phòng. Rồi đây, động phòng. Vô đây động phòng nào cậu ơi. Vô đi động phòng. Vô đi cậu.